Quỳnh Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Và hiện tại là Quỳnh Đông đang có mặt ở trên đường cao tốc nha quý vị. Đây là đoạn Tân Dân. Phía trước mặt của anh em đây là trạm dừng chân của đường cao tốc đặt tại Tân Dân nha anh em. Họ đang làm. Trời đã vội sáng. Chẳng nói với anh câu gì để trái tim anh bỏ đêm thâu để nghĩ gì, mày chẳng lưu.
thế nào từ khi chia tay đến nay em buồn không còn anh bên đây nhói nhau trong lòng từ khi em đi em có biết không từng dòng tim cứ theo đêm về ngày dài lê thê quên em anh chẳng thể đi dù trong cơn mơ vẫn thầm gọi tên đến một người giờ chẳng ở bên giờ người nơi phương xa ấy có biết anh đang dẫn đầu khi nhìn thấy em vui cùng ai đến sau mỗi cười đùa bên nhau còn nữa đâu em đã quên rồi đành lòng người thay đổi để anh ở lại rồi về bên ai đắp xây tròn vẹn tương lai
sắc ven mình. Đôi môi thân tươi trong ngày em cười, chỉ tiếc rằng anh xanh vai bên em. Còn anh chỉ là một người đi xe, nhìn em vui mà lòng anh đau. Chỉ biết đứng lùi về phía sau, lấy tay lòng sau lấy anh giấu. Mắt nu sâu nhìn ai đó dâu, kỷ niệm xưa vui trốn hó sâu. Người từng thương giờ đứng qua cầu, nỗi đau này liệu em có thấu. Của một người thương em bấy lâu. Hôm nay lại buồn.
xuống. Kết thúc là điều anh chẳng hề muốn. Đừng tìm những ký ức. Thật rồi, ngày mai người về nơi đó, trái tim anh giấu dày vào, cũng gửi mai lại về với.